đầu năm mới thì chị có thể cho em biết cảm nghĩ của mình khi mà tới tham dự buổi khai xuân của trường Việt Mỹ sáng hôm nay được không ạ? Theo chị thì nói chung là vui, cũng có một đầm ấm, thầy cô đầm ấm, nói chung là gọi là xuân yêu thương đúng không ạ? Dạ. Rồi chị cũng gửi lời đến chúc với ban giám hiệu cũng như toàn thể quý phụ huynh, toàn thể quý thầy cô, dạ, một năm mới sức khỏe và nói chung là gia đình hạnh phúc, dạ, gặp được nhiều may mắn và nói chung là thành công trên mọi lĩnh vực. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều, em cũng chúc chị ngày càng xinh đẹp, dạ, trẻ khỏe và phát tài phát lộc trong năm mới này. Dạ, em chân thành cảm ơn. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn cô. Dạ.